bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Vingroup thử nghiệm sàng lọc ung thư bằng AI, khả năng chính xác trên 90%. Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBDI thuộc tập đoàn Vingroup công bố bắt đầu tiến hành triển khai dữ liệu thử nghiệm giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinDoctor để hỗ trợ bác sĩ sàng lọc ung thư tại các bệnh viện 108, Đại học Y và VinMake Time City. Với khả năng nhận biết các điểm bất thường chính xác trên 90%, VinDoctor sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y. Giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng AI VinDoctor được nghiên cứu và phát triển từ cuối 2018 nhằm hỗ trợ các bác sĩ đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng trong chẩn đoán hình ảnh. Theo kế hoạch, giải pháp VinDoctor sẽ có 6 chức năng chẩn đoán. Trước mắt đưa vào triển khai 2 chức năng là chẩn đoán các bệnh lý phổi trên ảnh X-quang lồng ngực và chẩn đoán ung thư vú trên ảnh X-quang tuyến vú. 4 chức năng còn lại bao gồm chẩn đoán ung thư phổi trên ảnh cắt lớp CT, chẩn đoán ung thư gan trên ảnh CT, chẩn đoán đột quỵ não trên ảnh CT, chẩn đoán u não trên ảnh cộng hưởng từ và sẽ được triển khai trong 2021. VinDoctor có vai trò tham vấn hội chẩn khách quan, đảm bảo không bỏ sót những chi tiết nhỏ, giúp các bác sĩ có đầy đủ dữ liệu để đưa ra quyết định tốt nhất. Đặc biệt với khả năng tự tối ưu hóa theo thời gian, thuật toán AI sẽ được đào tạo không ngừng từ chính các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc chẩn đoán, VinDoctor cũng có thể tự động khoanh vùng nghi ngờ tổn thương và chỉ ra điểm bất thường với độ chính xác đạt trung bình trên 90%. Giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng AI VinDoctor sẽ được triển khai thử nghiệm 2 tháng tại 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMake Time City. Trong thời gian thử nghiệm, VinBDI sẽ cài đặt hỗ trợ sử dụng phần mềm, đồng thời thu thập ý kiến đánh giá của các bác sĩ trước khi tiến tới triển khai trên diện rộng. Đánh giá về VinDoctor, bác sĩ Lê Tuấn Linh, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, việc phát hiện sớm ung thư thông qua chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị thành công các bệnh nhân ung thư. Ứng dụng AI trong lĩnh vực này tạo ra công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình sàng lọc ung thư hoặc các bệnh nan y khác trong tương lai. Chúng tôi đánh giá hệ thống VinDoctor có thể đứng top đầu trong việc hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 15.000 ca ung thư vú, trong đó 70% số ca là phát hiện muộn. Còn trên thế giới, mỗi năm có tới 2 triệu ca ung thư vú mới và hơn 500.000 ca tử vong. Do đó, nhiều quốc gia lớn đều đang phát triển đầu tư mạnh mẽ ứng dụng AI trong xử lý hình ảnh y tế. Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBDI phát biểu, VinBDI đã dành gần 2 năm để nghiên cứu về một giải pháp toàn diện trong chẩn đoán hình ảnh sử dụng AI để giảm tải cho lực lượng bác sĩ vốn đang rất mỏng hiện nay. Mục đích của chúng tôi là mang đến giải pháp y tế hiện đại và hữu ích, hỗ trợ đắc lực cho các bệnh viện và góp phần điều trị sớm người bệnh. VinDoctor là sản phẩm công nghệ mới nhất của tập đoàn Vingroup sau khi công bố tập trung vào mảng công nghệ năm 2018. Trước đó, VinDoctor đã chứng minh đẳng cấp quốc tế khi liên tục xếp hạng cao ở nhiều cuộc thi uy tín trên thế giới như số 1 cuộc thi chợ Expert, chẩn đoán 13 mặt bệnh và dấu hiệu trên X-quang phổi do Đại học Stanford tổ chức, giải nhất cuộc thi phát hiện bất thường trên ảnh nội soi thuộc hội thảo ISBI 2020, top 10 trên tổng số 1.345 đơn vị dự thi tại cuộc thi chẩn đoán chảy máu não trên ảnh CT do OSNA, Hiệp hội Điện quang Bắc Mỹ tổ chức. PV, Chí thức trẻ, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.